Và sau đây là những phần tin Hoa Kỳ thưa quý vị. Cơ quan chính phủ Hoa Kỳ có nạn quấy rối tình dục khiến cho lãnh đạo phải xin từ chức. Chủ tịch cơ quan bảo hiểm ký thác Liên bang Hoa Kỳ Martin Greenberg vừa mới để đơn từ chức sau khi một báo cáo độc lập tiết lộ ra tình trạng quấy rối tình dục và văn hóa nam quyền độc hại ở tại cơ quan này. Báo cáo từ công ty luật Clary Gottlieb mô tả cơ quan bảo hiểm ký thác Liên bang Hoa Kỳ không phải là môi trường làm việc an toàn với nhiều trường hợp quấy rối tình dục phân biệt đối xử và các hành vi sai trái khác thường xảy ra. Áp dụng đối với áp lực đối với ban lãnh đạo của cơ quan bảo hiểm ký thác liên bang Hoa Kỳ gia tăng sau những tiết lộ trên truyền thông và báo cáo của hãng luật này. Dẫn đến quyết định từ chức của ông Greenberg. Trong tuyên bố mới đây, ông cho biết ông sẽ từ chức khi người kế nhiệm được phê chuẩn và cam kết tiếp tục thay đổi văn hóa công sở ở tại cơ quan bảo hiểm ký thác liên bang Hoa Kỳ cho đến thời điểm đó. Gurenberg đã nắm giữ các vai trò lãnh đạo cấp cao ở tại cơ quan này từ năm 2005, dưới thời của các tổng thống thuộc về cả lưỡng đảng. Gần đây nhất thì ông được Tổng thống Biden tái bổ nhiệm làm Chủ tịch Cơ quan Bảo hiểm Ký thác Liên bang. Báo cáo của Clary Gottlieb trích dẫn lời kể của hơn 500 người, trong đó có cáo buộc rằng Greenberg đã có hành vi bắt nạt và lăng mạ bằng lời nói một số nhân viên mô tả ông này là người khắc nghiệt và hung hăng, mặc dù hành vi của ông Greenberg không được coi như là nguyên nhân sâu xa của các vấn đề quấy rối tình dục và phân biệt đối xử. Báo cáo nhấn mạnh rằng văn hóa công sở bắt đầu từ lãnh đạo. Sau khi báo cáo được công bố, ông Greenberg thừa nhận đây là vấn đề nghiêm trọng và cam kết thực hiện các đề nghị. Ông cũng xin lỗi và nhận ra trách nhiệm cuối cùng về mọi việc xảy ra ở tại Cơ quan Bảo hiểm Ký thác Liên bang Hoa Kỳ. Giuliani và 10 bị cáo không nhận tội vụ can thiệp bầu cử Arizona. Ông Rudy Giuliani từng là luật sư cựu Tổng thống Donald Trump và 10 đồng bị cáo không nhận tội trong vụ âm mưu lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống vào năm 2020 ở Arizona, theo CNN loan tin. Tại phiên tòa truy tố ở Arizona, ông Giuliani, cựu thị trưởng của New York, cũng đã bị bắt buộc là đóng tiền bảo lĩnh 10.000 Mỹ Kim sau khi né tránh bị tiểu bang New York tống uh, trác trong tuần qua. Ông Giuliani bị tống trác ngay tại tiệc sinh nhật 80 tuổi của ông ở Palm Beach, Florida vào hôm thứ Sáu tuần trước. Trước đó, thì công tố viên ở Arizona mất nhiều tuần lễ cố gắng tìm ông và cuối cùng họ tìm thấy ông dựa trên một số chương trình podcast của ông. Vào tháng trước, thì đại bồi thẩm đoàn công bố bản cáo trạng dành cho hơn một chục đồng minh cựu Tổng thống Trump vì đã âm mưu lật ngược kết quả tổng thống năm 2020 ở Arizona bao gồm đại cử tri giả và một số người liên quan liên lạc với à, ban tranh cử của ông ông John Eastman người lên kế hoạch cố gắng thuyết phục Quốc hội không chứng nhận chiến thắng của tổng thống Joe Biden ở Arizona cũng không nhận tội cựu tổng thống Trump không bị truy tố trong vụ can thiệp bầu cử ở Arizona nhưng bị coi là kẻ đồng loại số một không bị truy tố Tổng thống Biden hơn ông Trump trên 10.000 phiếu ở Arizona trong cuộc bầu cử năm 2020. Arizona là tiểu bang thứ tư nơi đồng minh cựu tổng thống Trump bị truy tố liên quan tới âm mưu lật ngược kết quả bầu cử vào năm 2020. Một thai phụ bị buộc tội lái xe trong tình trạng say rượu trước khi tông vào một nhóm người đi bộ trong một vụ tai nạn kinh hoàng ở giữa Michigan, khiến cho một số người khác bị thương, đã buộc tội vào hôm thứ Hai. Ashley Mary Monroe, 35 tuổi, bị bắt ở Parenton. Khoảng chừng 3 phút sau khi cảnh sát cho biết là cô đã tông ít nhất là 15 người ở Watertown Township thuộc về quận hạt Clinton. Theo văn phòng cảnh sát, Mary Monroe đã tông vào nhóm người ở gần đường sau Wacosta, ngay gần đường Corison trước khi bỏ chạy. Nạn nhân là một người đàn ông 30 tuổi ở Grand Haven và một người đàn ông 42 tuổi ở Grand Ledge. Monroe đã không nhận tội và từ bỏ việc đọc bản đán ở trong phiên buộc tội. Cô chính thức bị buộc tội với nhiều tội danh, trong đó có hai tội gây chết người, và cô cũng bị buộc tội không dừng lại ở hiện trường khi gây ra tai nạn. Luật sư của cô đã yêu cầu một khoản bảo lãnh hợp lý, nói rằng Monroe là cư dân của Michigan lâu năm và không có tiền án tiền sự. Ngoài ra luật sư cho biết Monroe đang mang thai và là mẹ của bốn đứa con nhỏ. Khi nồng độ cồn của cô này được kiểm tra ở nhà tù, đã ghi nhận đến mức là 0.83%, tức là cao hơn gấp đôi giới hạn pháp lý, đó là 0.08. Ngoài ra, các giới chức cho biết họ tìm thấy máu, tóc của nạn nhân và các bằng chứng gác ở trên xe của cô này sau khi cô bị bắt. Tới năm 2030, giá nhà tại California gấp 20 lần tiền lương. Tới năm 2030, thì California dự trù sẽ là tiểu bang có giá nhà đắt đỏ thứ ba ở Hoa Kỳ, theo nghiên cứu mới được OC Patch đưa tin. Trong cuộc nghiên cứu, công ty chuyên làm khảo sát Smart Survey phân tích giá nhà của công ty địa ốc Zillow từ năm 2012 tới năm 2022 cùng với dữ liệu lợi tức của cơ quan thống kê lao động để dự đoán trên lịch giữa giá nhà với lợi tức ở từng tiểu bang. Kết quả cho thấy thì tới năm 2030 thì giá nhà tại California trung bình là 1.24 triệu Mỹ kim và tiền lương trung bình là 60.700 Mỹ kim, nghĩa là giá nhà sẽ gấp 20 lần tiền lương. Đứng trước California trong bảng xếp hạng là Nevada, tiểu bang được dự đoán đắt đỏ thứ nhì với trên lệch giá nhà tiền lương là 22 lần. Giá nhà là vào khoảng 1.04 triệu Mỹ Kim, còn tiền lương là 48.300 Mỹ Kim. Dẫn đầu bảng xếp hạng là Hawaii, giá nhà trung bình cao hơn tiền lương trung bình 23 lần, tức là giá nhà vào khoảng 1.42 triệu Mỹ Kim và tiền lương là 61.200 Mỹ Kim. Illinois sẽ là tiểu bang dễ thở nhất với mức trên lệch giá nhà tiền lương chỉ có 3 lần. Giá nhà vào khoảng 171.300 Mỹ Kim, trong khi tiền lương là 59.900 Mỹ Kim. Phát ngôn viên của Smart Survey cho hay thì trong 10 năm qua, giá nhà ngày càng tăng cho thấy tương lai đáng lo ngại. Vì có vẻ là thế hệ trẻ hiện đã chật vật, sẽ ngày càng khó để mua được nhà từ năm 2030 trở đi. Tuy nhiên thì dữ liệu này cũng có thể làm cơ sở khi người ta cân nhắc đổi chỗ ở trong tương lai vì nó giúp cho dự trù sự thay đổi về chênh lệch giá nhà và tiền lương để lên kế hoạch phù hợp. Không quân Hoa Kỳ dạy trí tuệ nhân tạo về cách chống tác chiến điện tử. Không quân Hoa Kỳ đang thử nghiệm dùng trí tuệ nhân tạo để điều khiển máy bay nhằm muốn phó kịch bản đối phương gây nhiễu tín hiệu GPS ở trong xung đột với cường độ cao. Nếu nước Mỹ xảy ra xung đột với một cường quốc ở trong tương lai, hệ thống vệ tinh GPS và các công nghệ điều hướng hiện đại khác có nhiều khả năng sẽ là mục tiêu chính bị đối phương nhắm đến. Các cường quốc quân sự như Nga và Trung Quốc trong nhiều năm qua đã phát triển các vũ khí có năng lực tiêu diệt vệ tinh ở trên quỹ đạo, cũng như là có thể can thiệp, gây nhiễu tín hiệu vệ tinh bằng thiết bị tác chiến điện tử nhằm thu hẹp khoảng cách về công nghệ với quân đội Hoa Kỳ. Không thể sử dụng được GPS sẽ là một thách thức lớn đối với quân đội Hoa Kỳ, do lực lượng này sở hữu nhiều loại khí tài gần như là phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ trên, đặc biệt là trong nhiệm vụ dẫn đường và nhắm vào mục tiêu. Một trong những giải pháp đối phó mà không quân Hoa Kỳ đang phát triển đó là sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để điều hướng ở tại các môi trường bị chặn tín hiệu GPS. Gary Floyd, giám đốc chương trình nghiên cứu trí tuệ nhân tạo do không quân Hoa Kỳ và Viện Công nghệ Massachusetts hợp tác, cho biết rằng nước Mỹ sẽ có thêm một sự lựa chọn trong trường hợp phải hoạt động tại những khu vực không có GPS. Không quân đã thử nghiệm sử dụng chương trình trí tuệ nhân tạo để điều khiển vận tải cơ C17 dựa vào từ trường trái đất và trí tuệ nhân tạo đã học được cách nhận biết nên sử dụng tín hiệu nào để có thể hướng dẫn máy bay đi đúng đường. Việc Hoa Kỳ quan tâm đến phương pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo để dẫn đường thay cho GPS cho thấy lo ngại ngày càng gia tăng của Hoa Thịnh Đốn trước kịch bản là phải tác chiến dưới điều kiện không có định vị hệ vệ tinh trong tương lai. Tiếp theo là bản tin liên quan đến tỷ phú tặng sinh viên tốt nghiệp 1.000 Mỹ Kim tiền mặt nhưng với điều kiện phải cho đi một nửa. Tại buổi lễ ra trường Đại học University of Massachusetts Dartmouth, tỷ phú Rob Hell tạo ngạc nhiên cho hơn 1.000 sinh viên đội nón tốt nghiệp khi trỏ tay về chia phía chiếc xe vận tải chở đầy phong bao tiền mặt. Sinh viên reo hò vui mừng khi nghe tỷ phú Hell đã thông báo tặng tiền. Nhân viên bảo vệ sau đó đã lôi từng bao đựng tiền mặt lên sân khấu. Ông Hell nói là sẽ cho mỗi sinh viên 1.000 Mỹ Kim nhưng với một điều kiện là chỉ được giữ lại 500 Mỹ Kim, nửa còn lại phải cho đi. Hell nói rằng, niềm vui lớn nhất trong đời ông là phu nhân Karen là được cho đi. Tỷ phú Hell nói với các sinh viên rằng, chúng tôi muốn tặng các bạn hai món quà. Món thứ nhất là tiền mặt của chúng tôi gửi đến các bạn. Món quà thứ hai là quà cho đi. Những thời khắc đầy thử thách ngày càng cần phải có sự sang sẻ, chăm sóc và cho nhau nhiều hơn cộng đồng chúng ta cần các bạn, cần tấm lòng hào phóng của các bạn hơn bao giờ hết. Ông Hell là là sáng lập viên, cũng là tổng giám đốc của Granite Telecommunications, có trị giá tài sản ròng là 5.4 tỷ Mỹ Kim, theo ước tính của Forbes. Năm nay là năm thứ tư liên tiếp Hell đã tặng tiền cho sinh viên tốt nghiệp. và năm rồi, ở tại Đại học UMass Boston, trước đó là Roxbury Community College và Quincy College. Cơ quan an toàn giao thông quốc gia vào hôm qua đã loan báo là cơ quan này sẽ bắt đầu điều tra vụ tai nạn xe VinFast ở Bắc California làm cho gia đình bốn người bị thiệt mạng. Hãng thông tấn Reuters cho hay, cơ quan này sẽ điều tra về tình huống dẫn đến vụ việc chiếc xe VF8 của VinFast tông ở Pleasanton vào hôm 24 tháng 4 cũng như là đám cháy sau đó. Người nộp đơn khiếu nại cho hay rằng họ mới chính là chủ của chiếc xe VinFast VF8 và người lái xe lúc xảy ra tai nạn là đồng nghiệp của họ. Theo đơn khiếu nại, trước tai nạn, chiếc xe này đã từng bị trục trặc tay lái, cứ tự động lái sang bên phải. Tình trạng này xảy ra khi bật tính năng hỗ trợ giữ lần đường thì nó cứ tự động làm dịch chuyển tay lái. VinFast ra thông báo cho hay, công ty có biết là tai nạn bi thảm này ở Pleasanton và chúng tôi rất thương cảm cho gia đình này. Cơ quan hữu trách đang điều tra nguyên nhân của tai nạn và khi nào điều tra xong thì họ sẽ công bố kết quả. Vinfast bắt đầu bán xe VFA ở California vào năm ngoái.